iPhone 15 thay đổi tất cả về ngoại hình. Thì không dở. Chắc chỉ là tin đồn thôi. Mà thật hư hiu thế nào á thì cùng tôi xem hết video này nha. Đầu tiên nói về bộ sưu tập iPhone 15 lần này thì hiện tại theo như tin đồn mình nghe đâu đó được là sẽ có 5 sản phẩm bao gồm iPhone 15 thường, iPhone 15 Plus, Pro, Pro Max và đặc biệt là sự xuất hiện của iPhone 15 Ultra. Nhưng và vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin chia buồn là iPhone 15 Ultra lần này sẽ không được ra mắt vì một số lý do nào đó. Nhưng mà thay vào đó, năm 2024, iPhone 15 Ultra sẽ được ra mắt kèm chung với bộ sưu tập iPhone 16 hoặc là sẽ là một thành viên trong bộ sưu tập iPhone 16. Đối diện với lại thông tin này thì một số fan đã tỏ ra rất là thất vọng. Nhưng mà các bạn ơi, chúng ta cũng phải thông cảm, bởi vì thời gian quá ngắn để mà Apple có thể ra một loạt 5 sản phẩm. Và nếu như phiên bản Ultra ra mắt mà không được giống như ý của mọi người mong muốn thì có phải là nhận đủ gạch đá không? Ok, thì cái lý do đó cũng khá là chính đáng cho nên chấp nhận bỏ qua. Nhưng mà thật sự luôn, khi mà nhìn xem qua những cái video mô phỏng về iPhone 15 series, tôi kiểu như trời ơi, phải mua liền. Nhưng mà theo tất cả những thông tin lần này mà tôi thu thập được thì có vẻ như là Apple vẫn còn ì ạch trong phần thiết kế. Có nghĩa là phần thiết kế lần này cũng không quá là đặc sắc, nhưng mà lần này nhà Apple có vẻ như là đầu tư chỉnh chu và hoàn thiện hơn về phần thiết kế của mình. Cụ thể hơn là kích thước lần này cũng sẽ được cân nhắc phù hợp với lại trải nghiệm cầm nắm của người dùng. iPhone sẽ được dài hơn, bề ngang nhỏ lại một xíu và bốn góc sẽ được bo viền cong. Không quá cong như iPhone 11 nhưng cũng sẽ không quá cứng nhắc giống như series iPhone 12 và 13. Theo đánh giá lần này, trải nghiệm cầm nắm của dòng Pro và Pro Max sẽ vừa vặn, không bị cứng nhắc cũng như là không cứng tay người dùng. Điều mà mình chắc chắn fan sẽ cực kỳ thích cho lần này đó chính là màn hình hiển thị lần này cực kỳ ổn áp và phải nói là xinh lung linh. Và mình nghĩ là với thiết kế lần này thì chắc chắn khung viền cũng sẽ là được làm bằng một hộp kim nào đó cực kỳ xịn sò để có thể bảo vệ được cái điện thoại của chúng ta. Và không nằm ngoài dự đoán, lần này series iPhone 15 sẽ ra mắt với lại hộp kim titan xịn sò, xịn hơn hẳn cả dòng 14 Pro và 14 Pro Max. Theo trang 925Mac, một nguồn uy tín của Apple, thì ngoài những màu cơ bản thì sẽ xuất hiện thêm màu đỏ tía cho phiên bản 15 Pro và 15 Pro Max, màu hồng đậm và màu xanh lam cho phiên bản 15 Plus và 15 thường. Thiệt sự luôn á, là tôi cực kỳ trông ngóng cái em màu đỏ tía. Các bạn có thể thấy á, là đối với Samsung S22 Ultra khi mà nó ra màu đỏ đậm, trời ơi, mới vừa ra thôi là tích tắc là bán được liền. Cho nên là theo như dự đoán của tôi thì nếu như Apple mà ra màu đỏ tía thì chắc là nhắm mắt mở mắt một cái là hết hàng đó. Theo như tất cả những thông tin mà tôi thu thập được thì tất cả những nút tăng giảm tắt nguồn vật lý này sẽ được thay hoàn toàn bằng cảm ứng lực. Xịn nha, nhưng mà không biết là cái độ bền của nó như thế nào. Và nếu như mà thay bằng cảm ứng lực thì tôi nghĩ là cái khay sản xuất chắc là sẽ xịn sò lắm luôn. Điểm nhấn của một chiếc điện thoại là gì? Chắc chắn là cụm camera. Và không nằm ngoài dự đoán, với series 15 lần này cụm camera của chúng ta sẽ được dày hơn và lồi ra hơn. Đặc biệt là với phiên bản Pro và Pro Max sẽ được tích hợp thêm kính tiềm vọng giúp cho các bạn có thể zoom ra chụp nét và hoàn hảo. Nhưng mà tôi không biết là mấy bà có thích cái việc lồi ra và dày hơn của cụm camera không, chứ tôi là tôi không thích rồi đó. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn đặt điện thoại trên bàn như vậy sẽ cảm giác rất là chênh vênh. Và nếu như vô tình chúng ta kéo cái điện thoại như vậy rồi thôi rồi, banh luôn cái camera, ung thư ví. Và một điểm tôi phải highlight cho thiết kế lần này là tất cả cổng Lightning của Apple sẽ được thay đổi hoàn toàn thành USB Type-C theo tiêu chuẩn MSI của nhà Apple. Wow, xịn nha. Cả những thay đổi về thiết kế lần này của iPhone 15, tuy nhiên là sẽ có nhiều fan đã than phiền là thiết kế của những cái đối thủ đã thay đổi rất là nhiều và càng ngày trở nên càng đẹp hơn, thay đổi diện mạo hẳn. Còn nhà Apple thì sao cứ ì ạch hoài vậy? Nhưng mà cho phép tôi được bên nhà Apple một xíu nha. Các bạn nên thông cảm về việc thay đổi hoàn toàn thiết kế sẽ tốn rất là nhiều chi phí và cũng như là gặp rất là nhiều rắc rối trong quy trình sản xuất, cho nên là từng chút một phải cần được cân nhắc rất là kỹ lưỡng. Theo tôi nghĩ thì nhà iPhone không phải là dậm chân về mặt thiết kế đâu, mà họ đang tập trung vào phương cách
chậm mà chắc, có tức nghĩa là họ sẽ không thay đổi hoàn toàn về mặt thiết kế mà sẽ họ sẽ cải tiến từng chút một từ phiên bản cũ update lên phiên bản mới và càng ngày càng mài dũa cho trải nghiệm của người dùng trở nên hoàn hảo hơn. Và tôi đánh giá cao về chiến thuật lần này của nhà Apple. Và cuối clip là các bạn hãy đón xem vào phần 2, tôi sẽ review về tất cả những tính năng cũng như là công nghệ của series iPhone 15 lần này. Like, share và subscribe cho kênh để tôi có thêm động lực để làm thêm nhiều video hay hơn nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại.